Chào mừng bạn quay trở lại với Băng Lê Soccer YouTube Channel. Vâng, và theo nhiều yêu cầu của anh em, và ngày hôm nay thì mình sẽ làm video về cách kiếm tiền đầu mùa giải cho anh em trong FIFA Mobile một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất, để chúng ta có một số vốn nhất định chúng ta có thể xây team để chơi các sự kiện và event. Vâng, như anh em có thể thấy là mình đã xây xong một team 90 và vẫn dư khoảng 7 triệu con. Vâng, vậy mình đã cài như thế nào? Lần đầu tiên chúng ta phải nên cài phần World Tour. Chúng ta cứ cài cái map đầu tiên của nước Anh. Tiếp theo chúng ta sẽ cài nốt cái chương thứ hai. Vâng, và sau khi bạn cài xong chương thứ hai rồi thì cái màn thứ hai sẽ mở ra. Thì các bạn đừng có chơi tiếp những cái màn sau của nước Anh, bởi vì nó sẽ khá là khó, bởi vì team bạn lúc đầu rất là yếu. Chúng ta sẽ chơi màn của nước Ý. Và tương tự chúng ta cũng chỉ chơi cái màn đầu tiên thôi, chứ không phải chơi cái màn thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang chơi màn của nước Pháp. Và cũng tương tự chúng ta sẽ chơi hạng nhì Pháp thôi, chứ chúng ta không lên chơi hạng nhất. Vâng, và cứ tương tự như vậy, các bạn cứ cày cho tới cuối của chương World Tour. Chúng ta cứ bỏ hết mấy chương khó đi, bởi vì đội hình chúng ta đang rất là yếu. Nếu mà chúng ta ham đá những cái chương khó thì sẽ rất là mất thời gian, và có thể là chúng ta đá không qua nữa. Vâng, và sau khi đá những chương này, chúng ta sẽ có một lượng cầu thủ nhất định từ việc đá World Tour, và chúng ta có thể nâng cấp đội hình một cách dễ dàng. Vâng, như các bạn có thể thấy, ở trong kho của mình có rất nhiều con gold và silver. Ok, và sau đó chúng ta sẽ vào được chợ, chúng ta bán hết những con silver nào mà có giá. Thì những con giải Anh, Pháp, Ý thì bây giờ rất là khó bán và hầu như không hiện giá. Tuy nhiên, nếu bạn đã cày tới những cái chương của những đội như là Ả Rập hoặc Hàn Quốc hoặc là Nam Mỹ á, thì những cầu thủ ở giải đó hiện tại vẫn đang còn bán được. Đây, các bạn có thể thấy là những cầu thủ ở giải lạ hiện tại đang vẫn còn bán được. Rồi mình mỗi cầu thủ có thể bán tới 20.000, 30.000 con. Rất tuyệt vời. Chỉ cần bán khoảng 3, 4 cầu thủ thôi, có thể là đạt tới 100.000 con rồi. Đó, nhưng mình vừa bỏ một số cầu thủ người Anh và người Pháp vô thì nó không có giá để bán. Bây giờ mình chỉ bỏ cầu thủ giải lạ vào thôi. Lần này cũng không có luôn. Đây, một cầu thủ ở bên Hà Lan và bán được tới 45.000 con. Rất tuyệt vời. Đó, và những cầu thủ này mình sẽ treo trong vòng 24 tiếng. Và chắc chắn trong khoảng thời gian đó những cầu thủ này sẽ bay rất là nhanh. Đây, bay với giá 22.000. Với những cầu thủ không bay thì bạn có thể để lại chữ trong kho chờ lên giá, hoặc là các bạn có thể sử dụng để làm XP cho cầu thủ trong đội. Rất thuận tiện. Vâng, mà quan trọng bạn phải chăm chỉ cày tua, là chúng ta đừng ham những cái màn khó mà chúng ta cứ đá, mà chúng ta cứ chơi hết những cái màn dễ trước đã. Vâng, và sau một thời gian mình quay lại, và việc của mình bây giờ chỉ là thu hoạch những cầu thủ silver mình đã bán thôi. Đây, như bạn có thể thấy là những cầu thủ silver của mình bay rất là nhiều. Vâng, và như các bạn có thể thấy là những cầu thủ trong kho của mình dù đã bán đi, tuy nhiên vẫn còn rất là nhiều. Tiếp theo là sau khi chúng ta cài chế độ World Tour thì các bạn có thể đã mở khóa hết chợ và một số tính năng khác. Ok, chúng ta sẽ vào phần nhiệm vụ, chúng ta nhận thưởng. Phần nhiệm vụ ở góc trên bên phải, phần màu vàng. Thì ví dụ mà nó cho thưởng những cái nhiệm vụ hàng ngày thì các bạn cứ vô nhận thôi, thì chúng ta cũng không cần quan tâm lắm.
Vâng, sau khi đã mở chợ rồi và có một số vốn nhất định, bạn có thể sắm một đội hình nghỉ phép để chúng ta có thể vượt ải Zidane. Tất nhiên chúng ta chỉ vượt ải đầu thôi. Và sau khi chúng ta đã hết những cái quân tua dễ, còn cái ải thứ hai, cái chương 2 của Zidane, thì chúng ta vẫn cần một đội hình khổng hơn nữa. Đấy, như bạn này thấy, nếu bạn tìm giá ở dưới 400.000 thì vẫn có một số cầu thủ người Pháp với over 80. Và đặc biệt trong game chúng ta có rất nhiều cầu thủ người Pháp nên là không khó khăn để có thể xây một team Pháp với giá rẻ phải chăng, từ vốn mà các bạn đã từ bên tour. Và chúng ta sẽ đá Zidane. Zidane cũng sẽ cho chúng ta một số con và một số cầu thủ như là Ribery hoặc là Buffon. Và chúng ta có thể sử dụng Ribery, Buffon, chúng ta bán lại những cầu thủ người Pháp mà chúng ta đã mua trước để tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, trong phần event có phần Legacy Team cũng cho các bạn một lượng con nhỏ, từ việc các bạn đá với một số đội bóng như là Barca, Atletico Madrid hoặc PSG. Cái chương đầu tiên, chương Men của Legacy, thì trong danh sách cái phần quà thì cũng có con để các bạn có thể kiếm được. Thì nếu các bạn team yếu thì bạn chỉ việc xem quảng cáo và đá với máy thôi, chúng ta không nhất thiết chúng ta phải đá với FTAC rồi head to head trong chế độ Legacy này. Và các bạn có thể thấy là phần thưởng 50.000 coins, 100.000 coins. Vâng, nhìn có vẻ là nhỏ, tuy nhiên nếu mà chúng ta chăm chỉ cày cuốc và chúng ta gom lại thì chúng ta sẽ được một số tiền khá khá. Bên cạnh đó thì hàng tuần trong game sẽ có các sự kiện, như là tuần trước chúng ta có sự kiện Summer, thì hiện tại chúng ta đang có sự kiện Bia Đất. Thì những sự kiện này, nếu mà các bạn cày cuốc, các bạn lấy cầu thủ, thì chúng ta có thể đợi khoảng 2 tuần sau khi sự kiện kết thúc, chúng ta có thể bán lại những cầu thủ này và chúng ta sẽ thu thêm một lượng con nữa. Đây, như cầu thủ của sự kiện Bia Đất thì sẽ bán được sau ngày 15 tháng 10, tức là khoảng ngày 16 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Vâng, các bạn có nhớ lúc nãy chúng ta vào cái phần nhiệm vụ màu vàng góc trái bên phải, chúng ta nhận nhiệm vụ không? Đó chính là điểm Star. Vâng, và trong Star Pass cũng có móc để chúng ta nhận phần thưởng là coins. Vâng, các bạn có thể thấy 20.000 coins hoặc là 25.000 coins. Vâng, có thể thấy là season này đã có rất nhiều chỗ để chúng ta có thể cày con so với mùa giải trước. Mùa giải trước thì chúng ta chỉ có cày campaign thôi, rồi sau đó thì chúng ta phải cày một số các sự kiện như scouting hoặc là team hero. Tuy nhiên những sự kiện đó thì không mang lại chúng ta nhiều con. Có thể nói là năm nay tại EA đã giúp cho newbie có một số vốn nhất định chứ không ít ỏi như năm ngoái. Tuy nhiên các bạn phải biết tận dụng bằng cách mình đã hướng dẫn các bạn, là chúng ta phải chăm chỉ chúng ta cày win tour. Vâng, và cuối cùng, và sau khi các bạn đã cày xong map Zidane rồi và chúng ta đã có thêm một ít vốn, chúng ta điều chỉnh đội hình, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chinh phục các thử thách từ VSTAT và head to head. Hàng tuần thì khi bạn xếp hàng tuần kết thúc thì nó sẽ cho các bạn một lượng con nhất định. Ví dụ bạn nằm trong top 10, bạn sẽ có 115.000 con cùng với một team Master Beast token. Token này các bạn có thể mở ra cầu thủ và chúng ta tiếp tục bán, chúng ta lấy con tiếp. Vâng, đã nhiều con này lại còn nhiều hơn. Tương tự là bên head to head, rồi các bạn có thể cố gắng chúng ta vào top. Nếu mà top 10 thì sẽ có 85.000 coins và một team Master Beast token. Đặc biệt nếu team Master Beast token bạn hên, bạn mở ra được con 8x thì bạn có thể bán được với giá mấy trăm ngàn, hoặc là mở ra được cầu thủ 86, 87 thì có thể giá trị hơn nữa. Vâng, và sau khi các bạn đã cày xong hết VF tắt và hết tu hết rồi thì bây giờ là lúc mà chúng ta bắt đầu đi chợ. Đây, như bạn có thể thấy, chúng ta có thể đi biết, chúng ta có thể đi biết các cầu thủ Eli, tức là cầu thủ trên 80 cộng. Đầu tiên mình sẽ tìm một số cầu thủ mà giá mua ngay dưới 300.000. Đây, như bạn có thể thấy là có một cầu thủ là Mario Fernandez đã có người đặt giá rồi.
và còn khoảng 36 phút nữa là sẽ kết thúc. Hay tương tự ở De Rossi, thì những cầu thủ này nếu mà chúng ta đấu giá được một cầu thủ rẻ hơn thì do đã có người đấu giá sẵn rồi nên là chúng ta bán rất dễ bay. Tuy nhiên thì hiện tại thì vẫn còn 5% thuế nên là các bạn phải chú ý chúng ta trừ thuế trước khi chúng ta quyết định biết cầu nào. Thì như cầu thủ Mario Fernandez này, các bạn có thể thấy là giá ngoài chợ là thấp nhất là khoảng 249-250 ngàn. Tức là nếu mà chúng ta bán được với giá 250 ngàn thì thuế là khoảng 5%, là đâu đó khoảng chưa tới 15 ngàn. Thì vì vậy các bạn có thể biết những con Mario Fernandez giá dưới 230 ngàn và chúng ta bán lại. Vâng, hy vọng video này anh em sẽ biết được một số cách cơ bản để kiếm con mùa giải mới trong FIFA Mobile. Anh em có thắc mắc gì thì nhớ like và comment dưới video nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại những video tiếp theo.